Chào mọi người, chào các anh chị em bác sĩ nhá. Hôm nay tiếp tục mình nghiên cứu cái dòng loa Bose ha. Loa Bose, cái này là cái subwoofer nha. Nó là của cái subwoofer của cái hệ thống dàn máy để nghe nhạc hoặc là coi phim. Thì Acoustimax 8 hoặc là Acoustimax 800 hoặc là Acoustimax 15. Nói chung là mấy cái dòng đó nó nhiều lắm, nhiều loại lắm mà anh chị em thấy cái những cái lúc cái nút volume của nó hoặc là cái cấu hình của nó đó thì mình nhìn thì mình biết là cái cách để mà tháo những cái dòng loa này nó có một cái chút tí xíu xíu nhỏ nhỏ, nhưng mà nếu mà anh chị em nào ở trong đời mà chưa bao giờ tháo qua đó, nếu mà chưa coi cái video này đó ha, chưa bao giờ coi cái video cái cách tháo ra hoặc là chưa bao giờ tháo ra thì bảo đảm 100% là cái đầu tiên đều là bị chảy xước hoặc là bị bể bị hư ha. Trước khi muốn sửa đó là tháo ra, ví dụ mà loa nhà mình thì mình không sợ, nhưng mà nếu mà nhận làm một cái loa cho khách đó, là về nạy một hồi là nó banh cái loa luôn nha, nếu mà chưa coi video này. Ok, thì những cái dòng loa mà của Bose ngày xưa đó thì họ làm gì? Thì bây giờ cái cách tháo ha, đây là mặt trước nha, mình để cái hình này để mình chụp làm cái hình nền. Ok, đó thì mặt trước anh chị em thấy nó gì ha, rồi mặt bên hông thì vậy, mình sẽ quay cái mặt sau cho coi. Rồi mình dựng cái thùng loa đứng lên ha. Ở đây là cái mặt ngoài sau đít của nó nha. Đó. Chị em thấy không? Này là cái dây nguồn, nó có nút công tắc ha, on off, mở lên nè. Rồi năm cái này là năm cái ngõ cho năm cái loa. Giống như kiểu mà loa cái hệ thống 5.1 vậy đó. Đó, gắn loa trước, loa sau, loa center rồi. Này cái dây audio, dây cho ra loa gì lung tung trong này ha. Của nó thì thường ngoài sau này á, là nó mình tháo hang ốc ra rồi, nó có hang ốc ở đây à, tháo hang ốc ra bắt đầu mới vọc được. Ok thì đây những cái đời model của nó ha, cái đời nó Acoustimax 15 nè ha, Home Theater Speaker System đó. Ok, nó hay dán cái màn này ở dưới phòng dưới đít. Rồi để nó nằm xuống đó, thì ở đây anh chị em thấy nó có hai cái nút nè ha. Hai cái nút này nè để chỉnh cho cái volume ha, chỉnh cái volume. Cái này chỉnh cho mấy cái loa nè, này viết chắc viết tắt lifestyle hay gì đây, level hay là cái gì đây. Có thể lifestyle. À, cái này thì thấy chữ bass thì mình biết rồi ha, nó tăng cho bật cái volume cho cái thùng sub ha, nó đánh cái tiếng bass lớn lên. Đó, điều khiển nó với lại cái lượng âm thanh nó cho ra. Năm cái loa nhỏ đó, loa QB nhỏ đó, thì ở đây thì nút này để chỉnh cho nó nè, chỉnh cho mấy cái loa nhỏ, âm thanh lớn nhỏ của những cái loa đó ha. Còn volume này là chỉnh cho cái bass bass của cái thùng. Ok, thì trước tiên đó là mình tháo hai con ốc như này ra ha, mình tháo hai cái nút này lên. Ok, mình lấy vít dẹp á để ngoài sau chỗ này ha. Cái chỗ này là cái chỗ thấp nhất nè, tại cái thùng á nó làm rộng ra gì nè ha, từ từ nhỏ nó làm rộng ra, thì dưới này nó gom cái phần ngoài sau đít đó, nó gom nhỏ lại ha. Đó, cho nên là mình để từ ngoài sau này mình nạy tới nè, đó nhẹ nhẹ lên ha, nhẹ lên dở lên đó, nút volume giống như mấy cái nút máy mình tháo thường thôi chứ không gì hết ha. Rồi đó, cái từ từ đưa lên, lấy hai nút này ra. Ok, chị em nhớ tháo hai cái con office ngay đây nha, hai con office hai bên này tháo ra trước ha, tháo ra rồi tháo hai cái nút volume hai bên bên hông á, rồi xoay cái thùng qua một bên. Ở đây là cái mặt trước của nó nha, cái mặt ở trên nè. À, dựng nếu mà mình dựng cái thùng đứng lên như cái thùng mà bình thường á, đứng lên thì anh chị em sẽ thấy ngay cái giữa ngay này nha, giữa trung tâm ngay đây nè, nó có một cái khóa. Ok, mình trong camera có thấy không ta? Đây, ở trong này nó có cái khóa nha. Để mình mở đèn lên cho dễ thấy nè. Đó, dựng thùng loa lên thì anh chị em sẽ thấy ha. Sẽ thấy ở đây nó có cái khóa. Mình lấy cái cây vít dẹp nhỏ nè, ha, vít dẹp nhỏ mình lần nó qua một bên. Để nó qua. Đây. Để nó ra thì nó sẽ ra một cái chốt như vậy ha, cái hình tam giác á, cái chốt như vậy.
đâu rồi ta, đó ha, đẩy ra thì nó sẽ ra cái chốt như vậy ha. Nè, rồi sau khi tháo cái chốt kia ra rồi ha, anh chị em xoay nó ngược lại, tại vì mình đang còn ngồi ở cái hướng này mình quay video cho nên là mình phải xoay nó ngược lại đó, cái hướng này ha, hướng mà chủ có cái chốt nè. Thì anh chị em sẽ dùng một cái miếng vải hay là cái dễ rách gì đó ha, mình lót vô cái khăn gì đó, mình lót vô cho dày để cho mình đóng xuống gì nó khỏi đau tay ha. Đó, cẩn thận đóng vô cái chốt này nha, chọt một cái vô là lủng tay nha, cái chốt nè, chốt này bằng nhựa nè. Thì khi mà mình tháo nó ra như vậy có nghĩa là mình đang còn mở cái chốt ra rồi đó, mở cái khóa ra rồi đó, thì mình chưởng thôi ha. Đó, nhớ để ý nè, chừng quất một cái vô tay. Rồi bây giờ mình dùng nội công mình chưởng nha, mình đẩy nó một phát ha, mình thổ vô một phát, hoặc là nếu mà anh chị em nào làm kỹ á, thì lấy cái khăn á mình gấp làm bốn làm năm rồi lại cho nó dày ha, cho nó trong quá trình mình đóng nó khỏi bể mấy cái này. Đó, thì mình lấy cái cây búa cao su mà để mà mình lót với cái gạch bông rồi đó, búa cao su đó ha, mình đóng mình thổ từ 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 nó ra. Thì những cái chốt trong đó đó, những cái chốt nó nằm dài hai hàng ở trong này nè, thì tí nữa mình tháo ra cho anh chị em coi cái chốt trong đó. Thì cái chốt của nó dài khoảng chừng 2 cm cho tới 3 cm ha, đó nó là một tua như vậy đó, mấy cái luôn. Thì mình thổ nó đi từ ở phía phía trên đây nè ha, đẩy ngược về phía sau đó khoảng chừng 2 cho tới 3 cm rồi mình dỡ lên ha. Ok, rồi bây giờ mình để mình chưởng nha. Đó đó, anh chị em nghe gớm không, nghe y như là bể luôn ha, nhưng mà nó không có bể đâu. Ok, nó qua khoảng chừng 3 cm là đủ rồi ha. Anh chị em thấy đây nè, khi mà mình chưởng vô như vậy rồi thì nó sẽ nó lòi cái này ra là mình biết nữa ha. Rồi bây giờ mình dỡ lên. Ok, đó, tan 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 tan. Chị em thấy cái lý do tại sao nó làm gì không? Đây, đây là những cái chốt này ha, cái chốt của nó nè, chốt của nó này là nó nằm giống như một cái đường, cái rãnh gì đó ha, giống như cái rãnh ở dưới móc lên ha, giống như ba cái chân dưới, ba chân móc lên ở trên, ba cái chân móc xuống ha, thì nó có cái đường rãnh ở giữa nè. Đó là một bộ nè, một nè, hai nè, ba nè ha, ba rồi bên đây, bên đây một nè, hai nè, ba nè. Ok rồi, ngoài ra không có gì hết ha. Đây là hai cái mương, hai bên, cho nên hai cái mương này là để cho cái mình không có thể nào mà mình tháo qua bên, lắc qua bên này hoặc lắc qua bên này được, tức là nó vô cái ngàm này nè, nó vô là vô luôn ha, một chiều của nó thôi, chiều đi tới thôi, đẩy tới thôi hoặc là đẩy lui đó, chứ không có bẻ qua bẻ lại ha, là hai cái ngàm này. Ok rồi, ở đây là coi cái khóa của nó nha, anh chị em thấy cái khóa nè, đó ha, cái ngàm này nè, cái ngàm này nó cũng chặn lại luôn nè, nó vô, nó nằm vô với lại ở trong cái nắp á ha, nó sẽ chặn lại như gì đó. Thì khi mình gắn vô cái loa lại rồi đó thì mình sẽ đóng cái khóa này lại ha, đóng cái khóa này lại như gì. Nhưng khi mà mình tháo ra thì anh chị em thấy cái khướng ở đây nè ha, mình đẩy ra nè đó ha, mình đẩy cái khứa ra, đẩy cho tới khi nó ra cái mũi tên như vậy nè đó, thì là mở chốt ha, mở chốt. Rồi khi mà mình bỏ cái máy vô lại đó thì mình đóng chốt ha, đóng lại đó, khóa nó qua là như vậy, là nó cứng ngắc nằm ở trong đó luôn. Ok đó, thì ở đây là cái nắp của nó, anh chị em thấy ha, nó có cái ngàm ở đây nè ha, đó cái ngàm ở đây nè, nó giống như là một cái rãnh á ha, cái rãnh, tức là khi mà mình đưa vô ba cái chốt kia, một dãy cái này là ba cái chốt, dãy này ba cái chốt ha, một nè, hai nè, ba nè, thấy không, một hai ba. Thì khi mà mình để vô thì nó nằm ở khoảng này ha, rồi mình mới đẩy tới một cái thì cái này nè nó chạy vô trong tới đây nó làm hết ha. Đó, chơi ngầu không, giống như mấy cái này là mấy người làm thợ mộc thì biết mấy cái này ha, mấy cái ngàm á, mấy ngàm hay chơi mấy cái thế như gì lắm đó. Thì cái khi mà đóng lên á, khi mà cái chốt này mình gài lại đó thì nó nằm ở ngay đây ha, nó vô nó nằm ngay cái khứa này nè đó, nó nằm dài ngay cái khứa giữa này nè đó, cho nên là không có thể nào mà đẩy qua gì được hết, nếu mà mình ráng mình cậy qua gì là nó gãy thôi, là bể cái miếng này thôi chứ không có gì hết ha. Đó.
Chị em thấy không ạ? Đó, cái ngàm ha, nhìn thâu xuống kia nè, thấy nó xuyên xuống nè ha. Đó, ba cái ngàm ha, ba ngàm nằm thẳng hàng nè. Ok. Rồi. Cái này là mình để mình tháo cái này lên coi thử cái loa nó sao ha. Rồi, một cái dàn con ốc ở đây mình tháo, mình dỡ cái nắp này lên thôi ha. Đưa nguyên cái bộ của nó lên nè. Ở đây nó có cái sợi dây điện để nó nối vô trong cái thùng loa thôi chứ không gì hết á ha. Rồi mình tháo ra, mình bưng cái bộ này lên, bưng ra ngoài để ngoài đó sửa gì đó sửa. Ok đó. Dưới gớm không, cục tản nhiệt nè, mình vừa cầm camera vừa cầm cái cục này không lấy ra hết được. Đây, dỡ lên luôn. Chơi lòng thòng vậy luôn đi. Ok. Rồi. Cái này đó thì mình lấy cái vít mình cậy lên. Chỗ nào nó cũng không biết là cậy được hay không đây. Để mình cậy lên thử nha. Tay cầm camera không quay được. Rồi cái này mình lấy cái vít dẹp á, mình nương 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 ở xung quanh ha, cái mép mép vậy nè. Nương nương xung quanh cái mình đưa đưa từ từ lên ha. Thì phần này nó chỉ nó không dán keo cũng đỡ. Đó, đỡ cho mình nếu mà mình cần sửa cái loa bass luôn ha. Đây cái dây điện này lấy ra. Nó đưa qua một bên hông thôi. Rồi dỡ miếng này ra. Ok chưa? Đó. Loa đã ha. Gớm không? Hai cái kèn hơi à. Đây thì hai cái loa bass sub. Cái làm bằng cái viền đó là bằng form. Form còn hai cái mặt cái nắp mà chụp bụi này nè. Đó, chụp bụi thì nó làm y như kiểu bằng nhựa ha, kiểu bằng nhựa trong á, mình nhìn vô trong mình thấy luôn cái cồn 500 á ha. Đó, thấy nhìn rất là sexy ha. Rồi, cái gì thôi. Muốn tháo nó ra sửa thì bốn con ốc đó ha, bốn con ốc nó tháo đưa cái loa lên. Rồi may là cái loa này nó còn cho mình cái cơ hội để sửa cái loa đó ha, chứ nó giống như mấy cái loa kia là nó dán keo rồi hết, là cái thùng là mình phải cưa làm hai ra thôi, hoặc là đập ra bể rồi lấy cái loa thôi chơi thôi chứ không gì hết. Đó, còn cái này thì nó chỉ cho mình cơ hội mình sửa nè, mình tháo ra được là mình sửa được. Ok. Này đó đây nó có cái nút bấm ở đây rút ra thôi ha. Đưa miếng này ra, cái này 1999 hay là 91 gì đây, 99 ha, 1999 tháng 11, tháng 11 năm 1999 ha. Mấy cái đời này là nó dạng cỡ đó đó, cỡ năm 82, 81, 82, 80, 81, 82 cho tới 90, 99, 2000 đó, 97, 98 đồ này nó đổ keo ấy lên hết nè, nguyên tụ mà đổ keo hết luôn gớm không. Này mà tháo ra mà thay mấy tụ cũng chua luôn á. Đổ đầy lên trên đó thôi chứ. Rồi, đơn giản vậy thôi. Đơn giản như đang dẫn ha. Rồi, khi tháo ra làm sao thì gắn vô lại trang gì ha. Ở đây nó có 8 con ốc ốc dài ha, 8 con ốc dài là nó quẹt ngay cái sơn trắng nè. Nó làm dấu ngay sơn trắng nó quẹt cái nè ha, là 8 con ốc dài nè, 1 2 nè. 3 nè, 4 nè ha, 4 con một bên. Rồi 4 con này một bên. Ok, là 4 con ốc dài ha, dặn ở ngay cái chỗ mà nó quẹt keo nè, nó quẹt cái sơn trắng nè. Rồi 4 4 con ốc nhỏ. Mỗi một bên hai con, hai ốc nhỏ thì nó có đánh dấu cái chữ S ha. Chữ S ngay đây, đó. Hai con ốc ngắn, ngắn vô đây. Bên này cũng hai con ốc ngắn ha, ốc nhỏ ốc ngắn. Vô đây. Đây. Ok. Rồi dây điện thì nó xếp gì thôi.
bao vào đây, đút vào đây, gọn gàng ha. Rồi bây giờ khi mà vô thì mình cũng mở cái chốt này về lại, mở như vậy lại, mình cũng bỏ cái thùng này lên, úp cái thùng này lên, đó giống như khi mình lấy ra gì đó, úp lên thì nó hụt như vậy ha, và mình dùng một chưởng mình chưởng ngoài sau kia mình chưởng tới. Ok, đó ngoài sau mình chưởng tới, chưởng cho mạnh nha, chưởng cho mạnh nó mới vô nha. Đó, vô được tí xíu rồi nè. Tay trái mà. Rồi. Rồi, chưởng bằng vô đây thì còn tí xíu nữa ha. Ok, khi mình chưởng bằng vô thì mình thấy cái mép nó trên đây bằng xuống hết rồi ha. Bằng gì là nó vô đều hết rồi đó. Bây giờ mình lót lại. Đậy này qua một bên. Đó, đi chốt này vô. Xong lấy cái vít mình luồn vô trong luôn. Khư lại. Đó, khư cho nó bằng xuống hết là được. Đó, cái này là ngày xưa mình cũng cậy banh cái chỗ này ra nè. À, cậy banh mấy cái này ra mình mới tìm được chân lý của nó nè. Chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Rồi ok, rồi sau này bắt hang ốc lại bỏ cái ấy vô lại là xong thôi. Vặn hang ốc vít vô đây. Đút hai cái vặn volume vô đây lại nữa là xong. Ok. Đam mê ơi xin tha thứ cho người, giờ đây tháo loa xong rồi. Ok, rồi hẹn gặp anh chị em những video sau nha. Bye bye. See you ngày mai.